mua xong cái tủ của Linh á, thì Vi rất là thích cái tủ của Linh. Và hồi giờ á là Vi cũng chưa bao giờ có một cái tủ đựng đồ nào cả. Hôm nay em với ổng bắt đầu chuyến thứ hai của ngày đi mua tiếp tục một cái tủ nữa. Đây là tủ của Vi. Giờ là bắt đầu hai lực sĩ rinh cái tủ này lên trên lầu. Cầm vậy, em cầm theo anh, em cầm không được. Sao vậy, gì vậy con? Này, cái gì đó này, cái đó này. À, hai bờ gì anh nó không có. Không. Về bên luôn, về bên luôn. Cái này á, vậy á. Không. Cái khúc này là em rất là đuối luôn. Và nhón chân là hết cỡ hết ghê luôn á. Không chở nấu nữa, hết cỡ. Cái khúc này là mỏi tay quá rồi. Cái bắt đầu cái mình suy nghĩ tới cái đường là mình đội cái đầu mình lên cái này nha. Nhưng mà mắc cười quá, ông nói là đừng có lắm lắc nha. Cái mình quyết định là mình chỉ nâng bằng tay của mình lên. Đây là kiểu như là tập tạ luôn nha mọi người. Tủ này thì thực sự rất là nặng luôn á. Mà leo lên cái cầu thang đó, trời ơi quải đạn luôn. Cuối cùng cũng đã gần về đích rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cái khúc này là mình muốn rớt xuống cầu thang luôn nha mọi người. Xỉu, xỉu, xỉu ngang, xỉu ngang. Cố lên, còn một tí nữa thôi. Cuối cùng là đã lên khỏi cái cầu thang rồi, mừng quá. Ui, tới cái khúc này mà nó khỏe gì đâu luôn á mọi người. Cuối cùng là đã đến đích rồi. Và bây giờ là mình sẽ gỡ hết tất cả các băng keo ra. Sau đó là lau chùi thật là sạch sẽ. Tới nơi là bắt đầu ngã ịch xuống luôn. Mừng quá trời mừng luôn á, trời mua xong cái tủ này rinh xong lên, trời ơi giác nó nhẹ nhàng gì đâu luôn á. Và tới cái khúc này là cái khuôn mặt mãn nguyện Vy của mới em. Đi học VUS về chưa hề biết là Vy đang có một cái tủ mới trên lầu. Mọi việc đang diễn ra cực kỳ bình thường luôn. Khuôn mặt đi thì hơi kiểu cảm giác hơi buồn một tí. Đây là lúc mà chị đi lên thấy nhìn thấy cái tủ rồi. Vô coi cái tủ đây. Mới đầu là chị đã nhìn thấy được cái tủ rồi, nhưng mà dạng như chị dạ lơ. Chị đi coi thử là mình có nói gì hay không. Trời quá đất luôn con ơi. Và xin giới thiệu mọi người, đây là chiếc tủ mới của Vy. Vy cực kỳ thích màu tím. Và kể từ bây giờ là đồ đạc của Vy sẽ trở nên gọn gàng hơn. Vy có thể tự sắp xếp đồ của mình vào trong tủ rồi. Bây giờ là khuôn mặt Vy cười rất là tươi, chạy ngay vào bên trong của tủ.